Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Hôm nay mình mời các bạn đi về cái quê của công tử nha các bạn, là ở Bạc Liêu. Hôm nay mình sẽ được nghỉ một ngày, thì mình chẳng biết đi đâu, mình đi về cái xứ của công tử Bạc Liêu, là đi về Bạc Liêu chơi. Nhưng mà hôm nay thì mình trên đường mình đi, mình thấy nhiều bà con ở phương xa lại mà chạy về hướng Bạc Liêu này, thì mình cũng đi theo nha các bạn, xem hôm nay có chuyện gì mà vui thế, mà ở đâu người ta cũng đổ về nơi đây. Đó, bây giờ đã mình đã đi theo mấy cái người đi trước, thì đến đoạn đường trên này là hiện bây giờ là từ ở trong đây là mình đi trên đoạn đường ra phường Nhà Mát của thành phố Bạc Liêu. Bây giờ trên đường mình đi thì thấy bà con rất đông đổ về cái hướng này. Hướng phường Nhà Mát này thì cũng là đi ra Mẹ Nam Hải của Bạc Liêu luôn nha các bạn. Ủa, rồi bên hai bên đường thì có cắm nhiều cờ. Hôm nay chắc có lễ gì vui nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi đến coi thế nào và chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Hôm nay thì buổi sáng, hôm nay mình được nghỉ 6 giờ là mình đi tới giờ này, được mới tới đây. Cái gì trước đây đông quá vậy? Xe hai bên đường đậu khắp đường hết trơn các bạn. Các bạn thấy đó. Rồi bên tay trái mình cái gì đông vui quá vậy ta? Là lễ gì đây? Cái này cái gì vậy ta? Rồi để mình xem nha. Đó, cái này là thiền viện Trúc Lâm của thành phố Bạc Liêu. Vậy mình vô xem các bạn ơi. Vậy mình mời các bạn cùng mình vào xem. Bà con nơi đây rất đông nha các bạn. Mời các bạn vô xem cùng mình nhé. Xin kính chào các bạn, hôm nay là ngày ở thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu, khánh thành cái thiền viện của Bạc Liêu. Hôm nay mình đến đây để chia sẻ những cái cho các bạn xem. Hôm nay là bà con đến đây xe. Bây giờ mời các bạn nhỏ nhỏ, mời các bạn nhìn xem cái cảnh bà con hôm nay đến thiền viện Trúc Lâm ở Bạc Liêu được khánh thành. Còn đến này rất đông, đây là cái chỗ trước chuẩn bị vô thiền viện. Chúng con cũng được thành kính giới thiệu hòa thượng Quý Viên thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban các quốc trung ương, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, hòa thượng Thích Mười Chí. Đây là cái cổng của thiền viện bữa nay các bạn. Đây là cái trong cái thiền viện Trúc Lâm các bạn, trước cái công viên của thiền viện. Chúng con xin được kính giới thiệu sự chứng minh của thượng tọa Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo Đồng Nai, thượng tọa Thích Huệ Khai. Chúng con xin được kính giới thiệu. Đây là các bạn nhìn xem bà con hôm nay đến này rất đông. Chúng con xin được kính giới thiệu sự chứng minh của thượng tọa có ban trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai, có ban quản lý thượng tọa Tâm Quần. Hiện bây giờ thì đang làm lễ để mà không khánh thành cái thiền viện của Bạc Liêu. Thì mình ở đây mình chia sẻ những hình ảnh này cho các bạn xem. Đồng ở đây
thì rất sáng hôm nay thì người ta có đẩy hồng cơm sáng cho các Phật tử các đường xa đến đây để dự lễ. Đây là những con trang ở thiền viện để cho thầy Phật đến đây để dùng cho các bạn. Ở bên này thì khu vực này để nước các bạn. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Phạm Văn Nghị, trưởng văn phòng đại diện miền Nam Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, cùng toàn thể đồng bào, nhân dân, Phật tử xa gần, các quý vị phóng viên, báo đài cũng trở về để đưa tin. Xin được trân trọng kính giới thiệu chung. Từ trung ương đến địa phương, bà con, nhân dân, Phật tử, ngay giờ phút này, những lắng hoa tươi thắm của Phật tử chúng con xin... Thank you.
văn khai mạc, xin được thành kính cung thỉnh đại đức. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Bạc Liêu. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa quan dương, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, chư tôn đức trong ban quản trị Thiền Thái Trúc Lâm, chư tôn đức hiện diện, chúc nguyện quý ngài thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chào quý quan khách trung ương, quý vị đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp và địa phương, cùng toàn thể quý đạo tràng Phật tử và toàn thể quý quan khách. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường như ý. Kính thưa quý lịch vị, Thiền Thái Trúc Lâm Tử là một dòng thiền đã gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Trải qua thời gian dài với ba thăng trầm của đất nước, dòng thiền Trúc Lâm gần như đã mai một. Mãi đến cuối thế kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thất Từ đã có đây là cái cảnh chùa Giúp Lâm của Bạc Liêu các bạn. Trong tuần này được xây dựng trên nước nhiều tháng qua, lại chuyển thành phố Bạc Liêu là nhập giác chúng tôi đang nghèo tập đoàn thứ nhất là chúng tôi đã xây dựng do được trở lại đây là cái quan cảnh của trường Quốc Lâm và Tiêu các bạn. Con trường được xây dựng với sức khỏe của thầy Lý Thành Thành, các bạn nhất thì không có sức khỏe. Còn một con trường được là Hồ Liên và Hồ Liên và Hồ Liên đây là bà con đến đây để mà dự cái lễ khánh thành và tham quan cái thiền viện Trúc Lâm của Bạc Liêu. Cái hoàn cảnh mà hôm nay thiền viện Trúc Lâm chuẩn bị khánh đã khánh thành thì ở nơi đây ta có đãi bữa cơm cho các Phật tử gần xa đến đây để mà dùng bữa. Đây là những món ăn chơi, những đồ đãi dùng bữa tại thiền viện Trúc Lâm các bạn. Thank you.
Khi đi họp các nước sông Mekong có 6 thủ tướng thì ông Chen nói một câu thế này mà tôi rất buồn: tại sao 100 triệu dân mà không có chữ thờ? Trong lúc đó Lào chỉ có 3 triệu dân, Campuchia có 6 triệu dân, Thái Lan cũng hơn 40 triệu dân, Myanmar cũng thế.